bên này cầu nè các bạn. Thì ở đây có một cái building nó khá là đẹp, thì mình coi mình mới biết đây là Treasury Building. Thì chắc tòa nhà này người ta chỉ là để thành một cái vị trí tham quan thôi, chứ bên trong này thì cũng không còn là để dùng về giống như là về tiền tệ gì đâu các bạn. Thì quay qua bên đây xíu thì mình hơi ngạc nhiên là có một cái tòa nhà người ta để là Bank of New South Wales, thì mình không hiểu tại sao lại có một cái ngân hàng của tiểu bang New South Wales nằm ngay chính giữa tiểu bang Queensland. Thì có ai ở Brisbane thì hiểu về lịch sử của cái tòa nhà này không, thì có gì giải thích cho mình biết nha các bạn, tại vì mình cũng không rõ nữa, cũng hơi ngạc nhiên tại sao không phải là Bank of Queensland mà lại là Bank of New South Wales. Hiện tại là đang có Brisbane Festival ấy. Mình nghĩ là như vậy, 2008. Còn đây là Brisbane Square, tức là quảng trường Brisbane. Chắc nãy giờ các bạn nghe có tiếng ồn, là tiếng nhạc là có một nhạc hội của người Colombia, người ta nhảy múa hát ở chỗ đó. Ở đây cũng có George Street nữa là các bạn. Thì ở Sydney, George Street cũng là một con đường lớn nằm ở ngay trung tâm thành phố Sydney. Ở đây thì cũng có như vậy. Như vậy tức là cái tên George này cũng khá là có vẻ như là quan trọng đối với thành phần của nước Úc. Ở đây thì là mình thấy có Queen Street Mall. Rồi thì đứng bên này đường quay lại cho các bạn xem chỗ hồi nãy đi sáng quá. Đó thì mình quay vậy để cho các bạn xem, rồi các bạn có ý kiến gì thì cứ thoải mái comment cho mình biết. Thôi thì cũng gần sắp tới giờ ra sân bay, thì mình đi ra là sân bay nha các bạn. Có gì hay mình sẽ quay tiếp cho các bạn. Rồi gửi lời chúc sức khỏe cho tới tất cả những ai đang ở Brisbane. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.